Kính bạch sư, nhiều khi con thấy buồn vì những bài giảng về chánh pháp rất ít người xem, còn những bài giảng về tha lực cầu sinh hay có cười có hát thì rất đông, mà nhiều khi cũng trùng hợp hay linh thiệt hay sao mà có nhiều tín đồ. Con nghĩ sao các vị chư thiên không hộ trì cho chánh pháp được phát triển? Kính mong sư chỉ dạy để con có niềm tin nơi chánh pháp. Đây là cái câu hỏi ha. Thưa quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 1 pháp, Đức Thế Tôn có nói rất là đông là những chúng sanh thiếu trí. Những người thiếu trí thì rất là đông. Còn rất là ít là những người có trí. Cho nên cái số lượng mà người thiếu trí thì rất là đông. Nó dẫn đến chuyện là cái số người theo tà pháp cũng rất là đông. Còn số người có trí thì rất là ít. Nó dẫn đến cái chuyện cái số người mà theo được chánh pháp cũng rất là ít. Hồi xưa đó, sư cũng từng có cái sự băn khoăn là tại sao á, chánh pháp hay như vậy mà ít người theo như vậy. Nhưng mà rồi khi mà sư học nhiều, sư càng đọc thì sư càng thấy đúng được. Đúng được. Bởi vì là chánh pháp cho nên mới ít người theo. Chứ nếu như nó là tà pháp thì nó đã có đông người theo rồi. Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là chúng ta không có cái gì để chúng ta phải buồn. Tại vì vốn dĩ người trí rất là ít. Còn cái chuyện mà quý vị hỏi tại sao chư thiên không hộ trì chánh pháp được phát triển, thì xin thưa với quý vị đó, ngay cả chư thiên cũng vậy thôi. Số chư thiên á, không có chánh kiến nó nhiều hơn chư thiên có chánh kiến. Cũng tương tự như vậy. Mà những người không có chánh kiến đi theo tà pháp thì họ hỗ trợ những cái người cũng không có chánh kiến đi theo tà pháp, thì họ cũng hỗ trợ nhiều hơn. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở dưới sao thì ở trên họ cũng vậy. Mà tại sao sư dựa vào đâu để sư nói đó là chư thiên tà kiến nhiều hơn chư thiên chánh kiến? Là bởi vì trong kinh Á Xá Năng Chi đó, các vị trời cũng có xuống nói, khi mà Đức Thế Tôn xuống để thuyết pháp chỉ dẫn chúng sanh thì không phải ai cũng ưa đâu. Tại vì Đức Thế Tôn bảo chúng sanh là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì chúng sanh không có ưa cái chuyện đó. Cho nên là không phải cái vị trời nào cũng có chánh kiến, và cũng không phải vị trời nào cũng hỗ trợ chánh pháp. Cái vấn đề là chúng ta lo, chúng ta tu, và trong cái khả năng giúp đỡ của mình thì giúp được ai thì giúp. Cho tới bây giờ sư cũng chưa có tìm được cái người mà ưng ý mà gọi là vào chùa để xin xuất gia rồi đi tu, gọi là có một cái chú giới tử mà ưng ý ở chùa để mà đào tạo ra được một ôn sư, cũng chưa có. Cái người xin vào chùa thì cũng thường thấy, nhưng mà cái người mà ngó cho ra hồn á, cũng chưa thấy người nào. Thành ra là cũng không có gì phải buồn. Bởi vì quý vị thấy đó, chánh pháp vốn rất là kén,